Tôi đang ở Tuyên Quang và nói đến Tuyên Quang thì chúng ta phải nói đến Lương Xuân Trường. Và bây giờ thì Minh Hải xin được mời quý vị cùng đến thăm nhà Lương Xuân Trường và cùng khám phá những câu chuyện về cầu thủ này. Chúng ta nhìn thấy hai tấm bằng đội trưởng cách nhau 14 năm, từ một cậu bé ở Tuyên Quang đến một cậu bé ở tầm châu Á. Đây là căn phòng ngủ của Lương Xuân Trường. Đây là hình ảnh của David Beckham. Khi mà có thằng Trường thì mình cũng xác định là nó sẽ trở thành cầu thủ. Ước mơ mà, ước mơ lúc ấy thì ước mơ thì ai cấm đâu, đúng không? Trong những lần khó khăn hoặc là những cái trận thất bại đấy, em rất là muốn trở về nhà. Dạ chú. Mỗi khi về nhà em cảm thấy rất là thoải mái. Ngay ở trước mặt là những cánh đồng. Khi bước chân ra trước cửa nhà thì em cảm thấy rất là kiểu rất là yên bình, mọi thứ rất là yên bình. Không có tiếng xe cộ hay là không có gì, không có sự ồn ào, không cảm thấy cái sự mà vội vàng hay là bận rộn gì giống như mỗi lần em đi xa như thế này. Mỗi lần trở về nhà thì em cảm thấy rất là yên bình. Cái căn nhà này là cô chú xây năm bao nhiêu và lúc đấy thì Trường bao nhiêu tuổi ạ? 2007. Đúng là cái lúc là khai trương cái học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Lý do nào mà chú lại nghĩ là Trường có khả năng về bóng đá? Chả có lý do gì đâu, là vì là mình mê quá, mê bóng đá quá. Trước đây mình đá như thế mà mình không có điều kiện để đi vào đá những câu lạc bộ. Bố em là một người rất là đam mê bóng đá. Khi em còn nhỏ, em cũng thường đi xem bố em đá bóng. Đến lúc em lớn dần lên thì bố em thường xuyên đưa em ra cái sân trống ở gần nhà. Bố em chắc cũng không có đặt nặng vấn đề sau này sẽ hướng em trở thành một cầu thủ hay gì đó. Chỉ đơn giản là bố em thích bóng đá và bố em chơi cùng với em thôi. Em cũng không nghĩ là lúc đó là mình sẽ tập luyện cái gì đó đâu. Em nghĩ em chỉ ra để chơi với các bạn ở trong đấy thôi. Thế về khi mà có thằng Trường thì mình cũng xác định là mình phải cho thằng này tập bóng đá, phải cho thằng này mê bóng đá. Bố em chắc cũng không có đặt nặng vấn đề sau này sẽ hướng em trở thành một cầu thủ hay gì đó. Chỉ đơn giản là bố em thích bóng đá và bố em chơi cùng với em thôi. Tìm mọi cách để cho nó mê bóng đá. Và nó sẽ trở thành cầu thủ. Ước mơ mà, ước mơ lúc ấy thì ước mơ thì ai cấm đâu, đúng không? Vâng. Cứ mơ. Khi mà thấy nó lớn lớn lên dần, đưa quả bóng ra, nó cứ nhìn thấy quả bóng nó chạy, lao vào, nó vồ đấy. Rồi là nó lấy chân, nó sút lung tung cả. Nắn nó từ lúc 6 tuổi đã nắn rồi. Phải yêu cầu là phải vê quả bóng, rồi lắp sắt quả bóng nào. Thế là bắt đầu tôi mới thấy thằng này là mê bóng rồi. Nhìn thấy là khoái rồi, sướng rồi. Phải đạt được mục đích của mình rồi. Vì là nó không mê nhá, không bao giờ có chuyện là nó sẽ đá bóng, mình bảo đến đâu nó không đá. Em nhớ một trong những cái bài tập em nhớ nhất là bố em đặt quả bóng ở đó và vẽ những cái bước chân để chạy tới quả bóng đó. Và cho đến bây giờ thì em thấy những cái hướng chạy đấy rất là đúng với những gì mà một cầu thủ chuyên nghiệp cần phải xử lý khi quả bóng ở trước mặt. Em nghĩ là bố em có một cái kiến thức rất tốt về bóng đá. Mà em cũng không nghĩ là những cái buổi đá bóng của bố em như thế đã giúp em nhiều cho đến tận bây giờ. Đây là cái mà chú mới làm. Đúng rồi. Đây là cái những cái kỷ vật của gia đình. Mở ra thoải mái đi. Vâng. Đây là cái gì đấy ạ? Đây là chiếc đồng hồ. Cái này là đúng hôm sinh nhật của cháu. Chúng tôi tổ chức cho cháu tại quân khu 2. Vâng. Thế và có cái quà này sinh nhật cho cháu. Thầy còn nhớ là sinh nhật Trường vào ngày bao nhiêu không ạ? Tôi chỉ nhớ vào tháng 7. Không phải ạ. 28 tháng 4. 28 tháng 4. À đúng, tháng 4. Tôi chưa đúng. Thực sự thì có rất là nhiều thứ có thể là mọi người không còn nhớ nữa. Nhưng mà... Nhiều, rất nhiều kỷ niệm. Thôi tôi nhớ lắm. Nhưng mà ông Lương Bách Chiến là bố của Lương Xuân Trường thì vẫn luôn giữ những kỷ vật này cho chúng ta. Và đây là một trong những cái mà có thể về giá trị vật chất. Bây giờ đồng hồ, chiếc đồng hồ này không còn chạy được nữa. Chiếc đồng hồ sinh nhật của Lương Xuân Trường được tặng vào ngày 28 tháng 4. Tại Phú Thọ. Phát bóng bổng và mạnh về phía cầu môn của đối phương. Ít phút của đầu hiệp 2 thì thế trận tương đối cân bằng. Đội Tuyên Quang có bóng. Vào! Vâng, thưa các bạn. Mỗi khi đội Tuyên Quang có bóng là một lần nguy hiểm. Đây là đội Tuyên Quang. Đội đang dẫn trước vì tỷ số rất đậm 5-1.
và chắc chắn là đội Tuyên Quang sẽ vô địch. Đây là huy chương đồng nhá, ủ nặng thế này. Đây là tấm huy chương đầu tiên của Lương Xuân Trường, tấm huy chương bạc được giành vào năm 2004. Và nhờ có tấm huy chương này thì Lương Xuân Trường đã được đặc cách vào trường Lê Quý Đôn. Có thể về sau Lương Xuân Trường sẽ có rất nhiều những danh hiệu tiếp theo, nhưng đây luôn luôn là chiếc huy chương đầu tiên. Đây cũng là danh hiệu cá nhân đầu tiên của Lương Xuân Trường, đó là một quả bóng bạc. Đây là lễ tuyên dương thành tích của đội bóng đá thiếu niên nhi đồng tại giải bóng đá thiếu niên ở năm 2004. Bạc đấy. Chính là cái huy chương bạc vừa rồi. Chắc là chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến anh chàng hip hip này thôi đúng không ạ? Lương Xuân Trường. Anh ấy đang đeo một cái bảng tặng thưởng đây. 22 triệu 500 nghìn. Và vào năm 2004 thì đây là một số tiền cực kỳ lớn. Đây là tấm huy chương toàn quốc đầu tiên của Lương Xuân Trường. Đó là tấm huy chương bạc năm 2004. Và một kỷ vật phải nói là tôi tin chắc rằng nó mang giá trị lịch sử. Đấy chính là chiếc băng đội trưởng. Và đến bây giờ thì nó đã có 14 năm tuổi đời. Thực sự là tôi nhìn thấy cái này tôi cảm thấy rất là xúc động. Tôi rất là xúc động. Và tôi biết là tình cảm mà ông Lương Bách Chiến dành cho con mình lớn như thế nào. Để bây giờ vẫn giữ được những cái kỷ vật như thế này. Thực sự thì tôi không biết là nói làm sao. Nhưng mà thôi tôi xin phép tôi cứ để ở đây đã. Và nói như thầy Hùng là thầy của Lương Xuân Trường thì nó to so với tay quá. Và phải lấy kim băng để cài vào. Đây là một tấm băng đội trưởng. Và đây là một chiếc tấm băng đội trưởng khác. Từ một tấm băng đội trưởng của năm 2004 đến băng đội trưởng ở châu Á năm 2018, khi mà tất cả các cầu thủ U23 của chúng ta đã tạo ra một cơn địa chấn ở tầm châu Á. Và đấy là một mốc son lịch sử. Chúng ta nhìn thấy hai tấm băng đội trưởng cách nhau 14 năm. Từ một cậu bé ở Tuyên Quang đến một cậu bé ở tầm châu Á. Đây là bức ảnh được Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân dành tặng với một chữ ký tươi. Và cũng chỉ dành cho các thành viên của đội U23 Việt Nam. Trong đấy có đội trưởng Lương Xuân Trường. Và hôm đấy Lương Xuân Trường đã có một bài phát biểu rất là cảm động. Nó rất là dung dị nhưng rất là trí tuệ. Cháu muốn hỏi cô chú một câu chung là gia đình cảm thấy tự hào như thế nào khi mà có một người con như là Lương Xuân Trường? Gia đình tôi nói riêng và một các gia đình nói chung ấy, tôi dám khẳng định rằng là tất cả gia đình đều tự hào có những đứa con nó mang lại những kỳ tích cho lịch sử, cho Tổ quốc. Thế thì còn để cái từ nào mà diễn tả cao hơn nữa thì chúng tôi không biết được nữa, chỉ biết chỉ là từ rất là tự hào thôi. Với tư cách là một người mẹ mang nặng đẻ đau rồi thậm chí cũng phải sống những cái ngày xa con cũng nhớ nhung, bây giờ đã có một chút thành quả, nói chung là đã là rất là lớn rồi nhưng vẫn là một cái thành quả ban đầu của trường, thì cô cảm thấy thế nào? Vì bóng đá là một môn tập thể cho nên là bố mẹ và các bậc phụ huynh rất tự hào về các con đã đoàn kết, đã tạo cho một khối thống nhất. 9 tháng chưa phải vô địch, chứ mà đối với Việt Nam mình như thế là quá vô địch rồi. Và qua cái U23 thì nói thật là gia đình tôi rất là cảm động và rất xúc động và biết ơn tất cả những cái tình cảm cao quý và tốt đẹp không thể nào tả nổi đối với những người hâm mộ Việt Nam nói chung và tất cả những người hâm mộ mà họ đã lặn lội. Nhất là các nhà báo đã lặn lội lên tận Tuyên Quang để đến gia đình chúng tôi để có những cuộc trao đổi. Tôi tin chắc là thưa với quý vị là mọi người sẽ nghĩ rằng để tạo ra một cầu thủ bóng đá như Lương Xuân Trường là điều rất là tự nhiên. Nói chuyện với cô chú thì tôi mới hiểu được là vì sao Lương Xuân Trường lại có bản lĩnh đến như vậy. Vì sao Lương Xuân Trường lại có những cái suy nghĩ chuyên nghiệp đến như thế. Và vì sao Lương Xuân Trường lại có kỹ thuật cơ bản tốt đến như vậy. Bởi vì tất cả mọi thứ đều không đến một cách tự nhiên. Đấy là cái sự giáo dục của gia đình. Khoảng thời gian em ở cùng với bố mẹ, ở cùng với gia đình của mình thì đấy là một trong những cái khoảng thời gian mà quan trọng nhất để tạo nên con người em ở thời điểm hiện tại. Em nghĩ là một trong những cái điều mà em thấy quan trọng nhất học hỏi được từ bố mẹ đó là cái sự tôn trọng người khác, cái sự tôn trọng những người xung quanh mình và sự cố gắng học hỏi. Em nghĩ cái sự tôn trọng của em đối với mọi người thì giúp em có những mối quan hệ rất là tốt và không chỉ những tốt nữa mà thực sự rất là chân thành. Dạy con, thực ra mà nói, nếu mà nói ra thì nó cũng không có gì lớn lao đâu. Nó chỉ là ở cái chỗ là đầu tiên là phải nghiêm túc. Và ngay từ khi còn nhỏ thì em nhớ bố em có dạy em là khi có người lạ gọi điện thoại đến, hoặc là lúc đó chỉ là máy bàn, nó không biết ai cả. Thì nhấc máy lên thì bình thường chỉ là em chỉ nói là alo hay gì đó, nhưng bố em nói là, bố em dạy em nói là dạ alo tôi nghe đây ạ. Thì em thấy là có một sự khác biệt rất là lớn. Vì nếu mà mình ăn nói,
Em nghĩ là nếu mà mình nói theo một cách khác thì có thể sẽ nhận được sự tôn trọng từ mọi người. Cái thứ hai là tạo cho con một cái hưng phấn nhất định. Thì năm lớp 3 là nhà trường bắt đầu cho học tiếng Anh. Em cảm thấy rất hứng thú với môn tiếng Anh. Và từ khi còn nhỏ đến lớn thì em học rất là tốt môn tiếng Anh. Chính cái việc hứng thú đó giúp em rất là nhiều. Cái quan trọng nhất là em có thể học hỏi từ những người nước ngoài một cách trực tiếp nhất, không cần phải phiên dịch hay gì cả. Khi em vào trong Hoàng Gia Lai thì cái việc học tiếng Anh mới bắt đầu được cải thiện nhiều hơn. Bởi vì Hoàng Gia Lai chuẩn bị rất là chu đáo về việc học văn hóa cũng như ngoại ngữ. Mỗi buổi tối có giáo viên ở trung tâm xuống dạy. Trong một lần về nghỉ thì bố em có dẫn em đi mua một cái laptop để phục vụ cho việc học tiếng Anh. Và cũng lên mạng tìm những trang web, đăng ký một cái tài khoản. Bố bảo cứ đăng ký đi, bố trả tiền cho, rồi có thời gian thì học thêm. Khi nhận được lời mời tham gia chương trình đó thì em cũng hơi sợ là không biết là mình có đủ tự tin để có thể giao tiếp trực tiếp với họ ở trên truyền hình hay không. Nhưng mà em bảo thôi, cứ thử tham gia đi. Thì nó là một môn học về, nó là liên quan đến tiếng Anh nên là em cũng có hứng thú. Bức tranh này thật sự là gia đình cô chú rất là cảm động. Cô chú xin cảm ơn chân thành, sâu sắc đến Phan Bảo Hòa đã có một bức tranh tuyệt đẹp. Vẽ cho các cầu thủ và nhất là cho Xuân Trường. Thì thực ra thì người nghệ sĩ này cũng là một người nghệ sĩ rất là đam mê bóng đá. Thì người nghệ sĩ đã phác thảo ra chân dung của rất nhiều những cầu thủ, trong đấy có Lương Xuân Trường, và tặng về cho gia đình. Thì đây là một điều mà rất là vui. Và thực sự đây cũng là một sự tưởng thưởng cho người nghệ sĩ khi mà cái bức họa này đã được để ở trong phòng truyền thống của gia đình. Ở đây thì chúng ta thấy có rất nhiều những cái phần gọi là quà nữa của người hâm mộ. Khi mà người hâm mộ đây, chúng tôi rất là muốn khoe với các bạn những cái như thế này. Đây, toàn bộ búp bê này. Đây là toàn bộ cái này là của người hâm mộ, nhưng mà tôi rất là thích những cái như thế này. Trong một cuộc sống bây giờ người ta dùng rất nhiều thứ bằng máy, thì người ta vẫn đang cố gắng là thêu những cái tình cảm của mình bằng tay cho Lương Xuân Trường. Đây là Lương Xuân Trường FC Munsu Neko Yori No Name là gì đấy, tôi không hiểu lắm. Đoán là tiếng Hàn Quốc. Đây nữa. Nói thật là ở đây chúng ta mới xem thì các bạn có thể nghĩ ngay ra đây là cầu thủ nào, đúng không ạ? Theo cái mắt này khó lắm. Quả bóng thì là có số 6. Số 6 mà mắt hít thì ở Việt Nam chắc không có cầu thủ thứ hai. Đấy là Lương Xuân Trường. Đối với em thì cái căn phòng đấy của em vẫn là cái nơi mà em cảm thấy ngủ ngon nhất. Và có những cái thứ quen thuộc nhất của mình. Vì mỗi khi về đến nhà thì giường rồi chăn các thứ đã rất là gọn gàng ở trên giường vì mẹ em đã chuẩn bị. Mỗi khi em về nhà thì và kể cả có lần em về nhà bất ngờ thì căn phòng em vẫn rất là sạch sẽ. Vì em mới bất ngờ hỏi mẹ là sao mẹ không biết con về mà sao phòng sạch thế. Mẹ bảo mẹ vẫn thỉnh thoảng lên dọn phòng. Cái sự thân quen thân thuộc đấy giúp cho em cảm thấy trong những lần khó khăn hoặc là những cái trận thất bại đấy, em rất là muốn trở về nhà. Đây là căn phòng ngủ của Lương Xuân Trường. Có lẽ là Lương Xuân Trường một năm thì cũng chỉ về khoảng 1 đến 2 lần là nhiều thôi ạ. Còn lại thì sẽ phải đi thi đấu cũng như là ở trên Hoàng Anh Gia Lai. Cho nên là cái căn phòng nó cũng ở mức độ bình thường. Nhưng ở đây có một cái mà Minh Hải rất là muốn để cho các bạn xem. Đây là hình ảnh của David Beckham. Trước đây thì Lương Xuân Trường có kể là ở trong cái căn phòng của trường ấy thì có rất là nhiều những hình ảnh của Gerard. Đấy, và năm 2013 xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện là khi mà Lương Xuân Trường đi thi đấu ở vòng loại U19 châu Á thì em bị đau tay, và khi mà chuẩn bị nói chuyện với bác sĩ thì lúc đấy Minh Hải với Xuân Trường có nói chuyện với nhau. Thì mình mới hỏi Trường là em thích đội nào và đâu là cầu thủ mà em thích. Thì Trường có nói là em thích Gerard và câu lạc bộ em thích là Liverpool. Thì mình mới bảo là thực ra thì em chỉ nói với anh thì thôi, chứ nói với mọi người thì nên nói khác. Bởi vì Hoàng Gia Lai lúc đấy thì muốn các cầu thủ của Hoàng Gia Lai là phải yêu Arsenal.
Và ngày hôm nay thì chúng tôi đến đây thì nhìn thấy cái hình ảnh của David Beckham, một ông vua đá phạt. Trường là người đá phạt rất là tốt. Và nếu như các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy ngay là có một cái động tác mà Trường với David Beckham là rất giống nhau. Và mình tin là Trường cũng lấy cảm hứng từ David Beckham và nghiên cứu cách đá phạt của David. Đấy là cái hành động mà tung tay lên trước khi mà sút phạt. Đây là từ năm 2003, tức là em đã treo cái này rất là lâu rồi. Và có một cái cực kỳ quan trọng là những cầu thủ nổi tiếng của Việt Nam bây giờ đi đâu cũng mang theo cái này. Họ ngụy trang rất hay. Chiếc áo này chắc chắn là chiếc áo mà mọi người sẽ rất là yêu thích. Đây, vấn đề là nó nằm ở đây. Vấn đề là nằm ở đây. Chiếc áo này chúng ta có thể tìm được ở rất nhiều nơi, đúng không ạ? Và nếu mà chúng ta in thì nó cũng ra, cũng ra chất. Nhưng không bao giờ chúng ta có thể in được cái này. Thưa ông Lương Bách Chiến là chúng ta có thể in được cái này. Nhưng cái áo này là cái áo đặc biệt vì nó là của Lương Xuân Trường, chứ không phải là của ai khác. Đây là một chiếc. Và nếu như các bạn còn chưa cảm thấy tiếc thì đây sẽ là chiếc thứ hai. Nhưng mà cả hai cái này đều không phải của tôi. Và đây là một chiếc áo nữa, nó tương tự như thế. Đấy, nếu như các bạn mà... Tôi tin là Lương Xuân Trường sẽ chỉ tặng chiếc áo này với mục đích là làm từ thiện, hoặc là tặng những người mà em thực sự yêu mình. Như vậy là chúng ta đang có một cái không gian của Lương Xuân Trường. Nó giống như một cái căn phòng của một bạn sinh viên. Đấy, nhưng mà căn phòng này là căn phòng mà đã nuôi dưỡng giấc mơ cho Lương Xuân Trường. Và thực sự là rất là cảm ơn cô chú đã luôn luôn tạo ra một cái bầu không khí rất là tuyệt vời. Chúng ta đến đây chúng ta thấy không có cái gì thần thánh cả, không có cái gì khác biệt cả, nó rất mộc mạc thôi, nhưng mà sau nghe buổi hồn đấy, tôi đứng ở đây và tôi cảm thấy là rất là xúc động. Tôi đang đứng ở trước cửa nhà Lương Xuân Trường. Ở đây là một cái khu đất rất là rộng đấy, và bên này cũng rất là rộng, nhưng mà trong và sau vòng chung kết U23 châu Á thì chỗ này không đủ để có thể đón tất cả mọi người. Và nói như ông Lương Bách Chiến thì nhà ông từ khi mà vòng chung kết U23 châu Á đến bây giờ nó trở thành một cái địa điểm du lịch, đúng không ạ? Và ông có thể tả là cái cảnh nó đông như thế nào? Sau cái trận Qatar thì người ta vào đây gần như là thổi còi rồi kèn rồi còi ô tô rồi là... Thế là tất cả người ta vào đây người ta nói là bênh hết cả cái khu này lên. Nhưng mà lúc ấy chúng tôi ra quảng trường rồi, lúc ấy bây giờ là giờ đi bão mà, đi quẩy một tí. Cái nhà thì đóng cửa, thế là về thấy mấy lá cờ với mấy bó hoa lên tặng để đây. Chưa bao giờ, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ có một cái sự kiện để vui mừng lại đúng là như trong mơ luôn. Đúng là những ngày Tết vợ chồng tôi vừa thu dọn nhà cửa mà lại vừa đón tiếp những người hâm mộ người ta đến á. Mình nói chung xúc động lắm ấy, thấy cái tình cảm người ta đúng là vô bờ bến, thật sự là xúc động. Và cảm ơn những tình cảm họ đã đem đến cho gia đình mình và cho U23 nói chung. Bóng đá, chính cái bóng đá đã đem lại cái sự gần gũi, sự tình cảm cho mọi người, không còn cái gì xa lạ với nhau nữa. Và lại kiểu xích lại gần nhau đấy. Đúng là như vậy, vì là khi mà chúng tôi cũng đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển thì nói thật là trên đường không ai biết ai cả. Nhưng mà tự nhiên mọi người rất là thân thiện với nhau. Thậm chí là có người đâm vào xe của tôi. Tôi cũng bảo không sao đâu, mọi thứ cực kỳ đơn giản. Với bóng đá mọi thứ nó lại rất là đơn giản như thế. Thưa quý vị và các bạn, là như vậy là tôi đã cùng với quý vị và các bạn đi khám phá ngôi nhà của ông Lương Bách Chiến, tức là ngôi nhà của Lương Xuân Trường. Và mỗi một kỷ vật, mỗi một cái tấm ảnh ở đây, mỗi một cái băng đội trưởng ở đây đều kể lại cho chúng ta những câu chuyện thực sự cảm động. Mà đọng lại ở trong tôi bây giờ là một cái khả năng đào tạo rất là tuyệt vời của ông Lương Bách Chiến. Đào tạo từ ngôn ngữ, đào tạo từ ý chí và đào tạo cả về mặt trình độ. Có một câu chuyện như thế này. Anh bạn tôi có một cậu con trai 7 tuổi. Con trai thì muốn trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng người bố thì không đồng ý. Bởi vì anh ấy cho rằng là giới cầu thủ Việt Nam thì luôn luôn gắn liền với những hình ảnh không được đẹp, nếu như không muốn nói là scandal. Và cậu con trai 7 tuổi này có nói một câu là con sẽ cố gắng để trở thành Lương Xuân Trường. Và không biết từ bao lâu rồi thì Lương Xuân Trường là một cái định nghĩa toàn diện nhất cho một cầu thủ giỏi trên sân bóng, ý chí, bản lĩnh ngoài đời và đặc biệt là luôn luôn cầu tiến. Và đấy là hình mẫu cho tất cả những cầu thủ. Và cuối cùng thì ông bố đã đồng ý cho con của mình đi tập bóng đá. Và đó là câu chuyện cực kỳ tuyệt vời mà chúng ta thấy rằng thành công của Lương Xuân Trường có thể được chắp cánh bởi Học viện Hoàng Anh Gia Lai. Điều đó là điều chúng ta không thể phủ nhận.
nhưng nó bắt đầu được nhen nhóm từ nền đào tạo của gia đình, từ tình cảm của gia đình, từ định hướng của gia đình. Và đó là một khâu cực kỳ quan trọng để cho các cầu thủ của chúng ta thành công một cách trọn vẹn và bền vững. Một lần nữa xin cảm ơn ông Lương Bách Chiến, U Sơn vì những câu chuyện cực kỳ cảm động. Và chúng tôi xin cảm ơn bấtđộngsản.com.vn đã cùng với chúng tôi thực hiện chương trình này. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt. 1 điều đầu tiên là em muốn nói là đối với em bây giờ không chưa thể gọi là đỉnh cao được, và em cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Và em nghĩ là với những sự giúp đỡ của gia đình mình, và đó là đối với em là tuyệt vời nhất rồi. Em không bao giờ nghĩ là mình sẽ được sống trong môi trường khác hay là sinh ra một nơi khác hay nào đó. Em thấy cái việc mà em được sinh ra là con của bố mẹ, được sống cùng với gia đình của mình và được những người trong gia đình mình hỗ trợ giúp đỡ, đấy là cái điều mà em sẽ không thể tốt hơn. Nó tên là thằng Sơn đấy. Thằng Sơn hơi gấu, là nếu mà đứa nào ú ớ là nó dọa ngay. Thế tôi bảo Sơn ấy, thế tại sao mà em lại không khả kiện gì với anh Trường?